Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cấm tù nhân để râu ria, chọc đầu, xăm mình và yêu đồng tính. Một thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 đề ra nội quy có tính bổ sung cho các trại giam và cấm tù nhân không được làm một loạt các thứ. Theo nội dung văn bản này được các báo chụp Việt Nam đưa tin từ ngày 1 tháng 4, trích đăng thì các phạm nhân nam bị cấm cạo chọc đầu trừ trường hợp bị bệnh có ý kiến của cán bộ y tế hoặc để ria, râu, hành vi quan hệ đồng tính, dâm ô giữa phạm nhân với nhau hoặc với người khác xăm trổ trên thân thể mình hoặc người khác cũng bị cấm hoàn toàn. Và điều được báo chí nước ngoài rất chú ý như trong bản tin của hãng thông tấn DPA đánh đi từ Việt Nam cùng ngày ghi nhận là điều cấm phạm nhân tự sát. Đây là hình ảnh tù nhân đang lao động tại trại giam Kim Sơn, Hoài Ân, Bình Định. Cụ thể là hành vi bị nghiêm cấm là tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể hoặc giúp người khác tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể, đánh đập, đe dọa, ức hiếp, khống chế, hành hạ, làm nhục người khác, chiếm đoạt hoặc hủy hoại, làm hư hỏng tài sản, đồ vật của cơ sở giam giữ, phạm nhân, của mình hoặc của người khác, tự ý tiếp xúc với người đến thăm hoặc người khác. Có vẻ như thông tư muốn đề cập nhiều đến tệ nạn gọi là băng đảng hoặc là đại bàng trong các nhà tù ở Việt Nam nên đã cấm đánh đập, đe dọa, ức hiếp, khống chế, hành hạ, làm nhục người khác. Hoạt động kinh tế ngầm trong trại giam cũng bị nêu ra như cấm mua bán, trao đổi, vay mượn dưới mọi hình thức giữa phạm nhân với nhau hoặc với người khác. Trao đổi sách báo, ấn phẩm bị coi là chống chế độ trong nhà tù cũng bị cấm. Dù điều này tưởng như đã được áp dụng trên toàn xã hội như lưu trữ sử dụng các loại sách báo, tài liệu có nội dung không lành mạnh, truyền bá văn hóa, tư tưởng có nội dung phản động, đồi trụy, sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo không đúng nơi, đồng thời thời gian quy định của trại giam giữ. Trang Sinh News đã trích dẫn thông tư như vậy, cho biết. Và phản ứng trước các thông tư mới này, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của Tổ chức Nhân quyền Thế giới đã nói Bộ Công an Việt Nam không hiểu nổi việc cho ai đó vào tù không có nghĩa là tước đoạt hết mọi quyền của người đó, coi họ thấp kém hơn con người. Đây là hình ảnh đại bàng trại giam Lắm Tàu, tức là Nguyễn Văn Lắm, trong cương vị đội trưởng trật tự thi đua. Ông Lắm nay đã được tự do vì mãn hạn tù. Các báo Việt Nam, gồm cả báo Công an, đã từng nêu công khai về tình trạng băng đảng, đại bàng, buồng giam có quyền sinh quyền sát với bạn tù. Hồi tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xử một đại bàng là Lại Văn Hoài, đã khống chế các tù nhân trong nhà tạm giữ Công an huyện Bình Chánh vì được giao chức trưởng buồng. Tại đây, Hoài tự đặt ra quy định, những ai vi phạm hoặc tự ý sinh hoạt không xin phép sẽ bị anh ta đánh đập, tra tấn bằng những cách khác nhau như nhấn đầu xuống nước hoặc cho ăn những thứ thải loạn. Báo Sinh tiết lộ như vậy. Dù cùng đồng bọn ngâm nước và đánh chết một bạn tù, bị cáo chỉ bị xử tòa án 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích mà thôi. Theo báo Pháp Luật, vào hồi tháng 4 năm 2019, trên 2 năm trước đó, tại nhà giam giữ của Công an thành phố Phan Thiết, một đại bàng là Lê Trọng Sang đã đánh vỡ sọ làm tử thương một người cùng buồng giam. Sau án mạng này, đến năm 2019, tòa án đã khởi tố Trung úy Nguyễn Thanh Tôn, cán bộ quản giáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Lê Trọng Sang, một đàn anh có số má trong số giang hồ ở Bình Định, bị xử 13 năm tù giam. Và Ủy ban Bảo vệ Ký giả Thế giới hôm 30 tháng 3 đã phát động chiến dịch Free the Press để kêu gọi và phóng thích vô điều kiện tất cả các nhà báo bị bỏ tù để đảm bảo an toàn cho họ trong mùa đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Nghĩa Đức nhiều lần từ chối đi tị nạn chính trị ở nước ngoài và đến nay ông đã bị giam giữ 11 năm. Tổ chức Bảo vệ Ký giả Quốc tế là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên quyền suý cho có quyền tự do báo chí trên toàn thế giới. Trong 4 năm qua, cuộc điều tra dân số
hàng năm của tổ chức này đã nhận thấy ít nhất có 250 nhà báo đang bị cầm tù chỉ vì thực hiện công việc của họ. Tổ chức ký giả quốc tế cho rằng đây là con số cao kỷ lục. Vẫn theo Ủy ban Bảo vệ ký giả, những nhà báo hiện có đang có tiềm năng đối với một cái chết vì Tổ chức Y tế của Thế giới cho biết các tù nhân đặc biệt dễ bị nhiễm cúm Vũ Hán do không thể tự cô lập trong tù. Thêm vào đó, các tù nhân thường xuyên bị từ chối điều trị y tế. Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ ký giả, ông Simpson cho rằng dịch bệnh do cúm Vũ Hán đang gây ra và lan rộng nhanh chóng trong các nhà tù. Vì vậy, Tổ chức Ký giả quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy hành động nhanh chóng và quyết đoán để giải phóng tất cả các nhà báo đằng sau song sắt như một vấn đề của sự sống và cái chết. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ký giả Trương Minh Đức, hiện đang bị giam giữ tại trại 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bày tỏ vui mừng trước lời kêu gọi vừa qua của Tổ chức Ký giả quốc tế. Bà nói, cũng mong kêu lên Liên Hợp Quốc và các mạng lưới nhân quyền hoặc các báo đài anh chị em ở nước ngoài làm sao để chồng tôi được phóng thích, được ra khỏi trại giam, được tự do như những người bình thường khác. Và đấy là ước mơ từ xưa đến nay. Nói chung, chồng tôi bị một tội rất oan ức vì vô tội mà bị oán oan. Đến đợt tù trước, đến đợt tù này, nếu được, chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích cho chồng tôi cũng như là các anh em tù nhân lương tâm. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã bày tỏ như vậy với truyền thông quốc tế. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Trương Minh Đức trước khi bị bắt, từng bị công an Việt Nam đánh dã man phải nhập viện. Và trước đó ông đã bị tù 5 năm cùng lý do chính trị. Ông Trương Minh Đức sinh năm 1960, từng là một ký giả độc lập, một nhà hoạt động công đoàn độc lập và thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế theo Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo lời bà Kim Thanh, trước tình hình dịch bệnh cúm Vũ Hán lây lan như hiện nay, bà đang rất lo cho sức khỏe của chồng bà. Vì nạn dịch này mà bây giờ, như trường hợp của chồng tôi đang ở trong chỗ tù khắc nghiệt như vậy, mà trong mấy tháng nay mình không được đến thăm. Gặp chồng nên tôi thấy nóng ruột, không biết tình hình sức khỏe của chồng mình ra sao. Cảm thấy rất lo lắng, bất an, nạn dịch xảy ra khiến kinh tế và tất cả các thứ khó khăn. Tất cả các gia đình, chúng tôi đều rất khổ bởi vì công việc không có, không làm ra tiền, khó khăn chăm lo cho gia đình, rồi còn phải gửi tiếp tế, đồ ăn và bưu điện cho chồng nữa, bà nói. Đồng cảm với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chị Nguyễn Thị Huệ, chị ruột của tù nhân Nguyễn Văn Hóa, phóng viên Đài Châu Á Tự Do EFA cũng chia sẻ những khó khăn trong việc thăm gặp em đang bị tạm giữ tại trại An Điền, Quảng Nam trong mùa dịch cúm Vũ Hán này. Bà nói, người thân của những người trong tù rất lo lắng, muốn vào trại giam thăm người thân mình xem có ổn hay không. Nói chung, rất nhiều người lo sợ và luôn ám ảnh trong đầu. Và hiện tại gia đình có muốn thăm, gặp thì trại cũng không cho vì họ có thông báo từ trước. Và trong điều kiện thăm gặp nhiều khó khăn, thì việc tiếp tế đồ ăn cho người thân cũng rất quan trọng. Nhưng thời điểm này, tiếp tế đồ ăn cũng rất khó khăn. Trại giam hạn chế mức thực phẩm đợt dịch này, nói chung từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 3, gặp rất nhiều khó khăn trong các vấn đề thăm gặp, chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Trong đó, chị Nguyễn Thị Huệ cảm thấy rất vui khi các tổ chức nhân quyền vẫn lên tiếng giúp đỡ cho các anh em trong tù nhân lương tâm nói chung và trường hợp Nguyễn Văn Hóa nói riêng. Chị nói, rất vui mừng nhưng điều đó có thể xảy ra hay không mới quan trọng. Theo nhận định từ phía người thân của gia đình thì không thể hy vọng cao về vấn đề đó. Hy vọng trong thời gian chính này là chính phủ quan tâm đến công dân Việt Nam, trước hết là tính mạng con người và sự an toàn cho tất cả mọi người. Đặc biệt rất mong chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề đó. Trong thông báo đưa ra vào ngày 30 tháng 3, Tổ chức Ký giả Thế giới đã công bố một bản kiến nghị và một bức thư ngỏ gửi tới các nhà lãnh đạo trên thế giới yêu cầu trả lại tự do ngay lập tức cho các nhà báo bị cầm tù. Chiến dịch sẽ có các video từ các nhà báo bị cầm tù trước đây và chiến dịch sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày tự do báo chí thế giới, tức là ngày 3 tháng 5 tới đây. Dưới góc nhìn của một người cầm viết, bút viết nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng đã bày tỏ sự ủng hộ như sau. Việc mà Ủy ban Nhà báo Quốc tế kêu gọi tôi nghĩ là rất cần thiết và nên làm. Tôi chưa hiểu việc chính phủ Việt Nam sẽ có phản ứng như thế nào vì đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì nên vẫn phải trông chờ từ phía chính phủ. Tôi tin rằng xác suất rất ít,
chỉ không trắng trợn và tàn bạo như ở Trung Quốc vì chính phủ Việt Nam không có quyền lực, sức mạnh và tài chính như ở Trung Quốc, nhưng chúng ta đều thấy Việt Nam là bản sao của Trung Quốc. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội, dân sự tại Hà Nội, không chỉ riêng tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm mà còn cả những tù nhân khác cũng cần được quan tâm. Đây là hình ảnh những tù nhân trong một nhà tù ở California. Giới chức bang California hôm 17 tháng 3 cho biết đã thả khoảng 600 tù nhân trong 2 tuần qua. Họ nói các phạm nhân trong tù dễ bị tổn thương dù họ là ai, ở đâu, vì vậy chúng tôi phải bảo vệ họ khỏi nguy cơ lây nhiễm. Cảnh sát trưởng Los Angeles Alex đã nói hồi đầu tuần như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nói thêm, tôi nghĩ thật sự cần kêu gọi thả tất cả tù chính trị ra, thậm chí cả các tù nhân sắp hết hạn ra, vì thật sự trong tình trạng bệnh dịch như thế này thì các nhà tù là những nơi dễ lây lan bệnh dịch nhất và rất nguy hiểm. Đấy là việc đòi, còn ở Việt Nam có đáp ứng hay không thì tôi nghĩ là xác suất là rất nhỏ, bởi vì các nhà báo tù chính trị có khi họ coi còn nguy hiểm hơn cả cúm Vũ Hán. Bởi vì làm như lây lan những thứ này làm lung lay vị thế của họ, chỗ ngồi của họ, nên tôi tin là họ sẽ khó đáp ứng lời kêu gọi ấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 11 tháng 3 năm 2020 cũng đã công bố báo cáo nhân quyền quốc gia vào năm 2019, lên án tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2019 trên một số các lĩnh vực. Cụ thể, Hoa Kỳ xác định các vi phạm của chính quyền Việt Nam trong các vấn đề bao gồm bắt cóc, bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam, tình trạng đối xử bất công đối với các tù chính trị. Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, công bố hồi cuối năm ngoái, Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 12 nhà báo trong năm 2019 và một trong nhóm 10 nước đứng đầu thế giới về các biện pháp đàn áp đối với báo chí chỉ trích chính phủ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de